Cái này mới là cái chất cho các bác ấy. Em báo luôn mức giá 950k. Đây là chiếc loa dùng cho tivi cũng được, mà dùng cho những căn phòng vừa phải cũng được, mà dùng cho những bộ dàn vi tính cũng được, mà bác dùng cho những căn phòng ngủ cũng được, bởi vì nó rất tiện lợi. Nó tiện là cái gì thì em sẽ giới thiệu cho bác. Cái chiều dài ngang của nó thì nó khoảng độ gần 1 mét, tầm 90 đấy. Đây. Đây là con loa này thì báo cáo các bác là thứ nhất là nó có chức năng này. Nó thiết kế này, một bên này, một loa, hai loa, ba loa, bốn loa, năm loa, năm loa một vế nhá. Một bên là năm loa, bên kia năm loa nữa. Đấy, là tổng là 10 loa. Được chưa? Cái giá này thì đây, bác có thể kê trên cái giá của nó đặt chân đây. Hoặc các bác có thể treo tường nhé. Treo tường. Đây. Nó có cái giá treo treo tường đây cho các bác. Bác treo tường, treo trên đầu giường, treo trên phòng. Và đặc biệt là những cái này thì các bác treo như kiểu các anh em ở ký túc hoặc là các phòng riêng. Nói chung là tóm lại là rất là gọn, phòng ngủ cũng càng đẹp. Bởi vì là nó treo nó rất gọn, nó gá vào hai bên này. Thì sau đây em xin phép em đẩy nó xa một chút nhé, để em giới thiệu cho bác đỡ lóa. Để xa đấy. Thì con này nó có những chức năng này, các bác chú ý này. Nó phát nhạc không dây qua Bluetooth, chút em phát điện thoại vào. Qua là Bluetooth là thứ nhất này. Cái thứ hai là các bác có thể cắm điện thoại, máy tính, laptop, TV vào đây. Đây là cái thứ hai. Cái thứ ba là các bác có thể cắm USB. Cái thứ tư là các bác có thể cắm thẻ nhớ. Và cái thứ năm nữa đặc biệt quan trọng, đó là cái cổng optical này. Bác nhìn chưa? Bác nhìn cổng optical chưa? Đấy, cổng quang này này. Và cổng cô xoa này. Đấy, 5-6, được chưa? Và đặc biệt là đôi loa này các bác có thể lắp trên xe ô tô thì quá tuyệt vời. Xe ô tô, tại sao em bảo lắp xe? Ở trên xe ô tô thì những chiếc dòng xe 4 chỗ, những dòng xe 4 chỗ các bác nhé. Những dòng xe 4 chỗ thì các bác thường là cái chất lượng âm thanh nó kém, hoặc là có nhiều xe đời nó quá cũ ấy. Các bác độ thì nó mất tiền, nó phí. Các bác chỉ cần đặt đúng con này cho em, cấp điện con này có điện 15 vào 15V nhé, 12-15V nhé. Các bác thế thôi, bác bật điện thoại lên, chạy thoải mái hát trên đấy. Với bắt Bluetooth không dây mà. Rất là gọn và để đằng sau cái kính sau cùng của xe, cực kỳ đẹp luôn. Gọn và đẹp, trang trí đẹp luôn nhé. Khỏi cần phải độ bày gì cả. Được chưa? Đấy, sau đây em sẽ test cái chức năng cho các bác nhé. Test chức năng cho các bác nhé. Với chiếc loa này thì không thể chê được đâu. Mức tiền em báo rồi các bác nhé, 950.000 một chiếc. Đấy là mức em Tuấn đưa ra mức bán thôi. Đấy, bán. Em đang để chế độ Bluetooth này. Bác nhìn thấy chưa? Nó có chữ Bluetooth này. Đấy. Đấy, bác nhìn thấy chữ Bluetooth. Bây giờ sau đây em đã kết nối em nó nhá, từ điện thoại vào rồi. Em mở điện thoại cho các bác nhé. Này, mời này. To nhỏ trên điện thoại luôn được, hoặc to trên đấy. Này. Đấy. Quá phê luôn đấy. Các bác phải chú ý là em đang test ở ngoài trời nhá. Ở một không gian đến không biết bao nhiêu nghìn triệu mét vuông, thấy chưa? Đang test ngoài trời nhá. Không phải trong nhà nhá. Thương thấy mẹ cũng em.
em xin tạm dừng các bác nhé. Đấy. À ngoài ra nó còn có điều khiển các bác, có cả khiển em chưa giới thiệu, có cả khiển luôn ạ. Khiển đi theo cho các bác. Mức giá 950k. Bác nào có nhu cầu liên hệ với em, cảm ơn. Cái này mới là cái chất cho các bác ấy. À, em báo luôn mức giá 950k. À, đây là chiếc loa dùng cho tivi cũng được, mà dùng cho những căn phòng vừa phải cũng được, mà dùng cho những bộ dàn vi tính cũng được, mà bác dùng cho những căn phòng ngủ cũng được, bởi vì nó rất tiện lợi. Nó tiện là cái gì thì em sẽ giới thiệu cho bác. Cái chiều dài ngang của nó thì nó khoảng độ gần 1 mét, tầm 90 đấy. Đây. À, đây là con loa này thì báo cáo các bác là thứ nhất là nó có chức năng này. Nó thiết kế này, một bên này, một loa, hai loa, ba loa, bốn loa, năm loa, năm loa một vế nhá. Một bên là năm loa, bên kia năm loa nữa. Đấy, mua là tổng là 10 loa. Được chưa? À, cái giá này thì đây, bác có thể kê trên một cái giá, giá của nó đặt chân đây. Hoặc các bác có thể treo tường nhá. Treo tường. Đây ạ. Nó có cái giá treo tường đây cho các bác. Bác treo tường, treo trên đầu giường, treo trên phòng. Và đặc biệt là những cái này thì các bác treo như kiểu các anh em ở ký túc hoặc là các phòng riêng. Nói chung là tóm lại là rất là gọn, phòng ngủ cũng càng đẹp. Bởi vì là nó treo nó rất gọn, nó gá vào hai bên này. Thì sau đây em xin phép em đẩy nó xa một chút nhé, để em giới thiệu cho bác đỡ lóa. Để xa đấy. Thì con này nó có những chức năng này các bác chú ý này. Nó phát nhạc không dây qua Bluetooth, chút em phát điện thoại vào. Qua là Bluetooth là thứ nhất này. Cái thứ hai là các bác có thể cắm điện thoại, máy tính, laptop, TV vào đây. Đây là cái thứ hai. Cái thứ ba là các bác có thể cắm USB. Cái thứ tư là các bác có thể cắm thẻ nhớ. Và cái thứ năm nữa đặc biệt quan trọng, đó là cái cổng optical này. Bác nhìn chưa? Bác nhìn cổng optical chưa? Đấy, cổng quang này này. Và cổng cô xoa này. Đấy, 5-6, được chưa? Và đặc biệt là đôi loa này các bác có thể lắp trên xe ô tô thì quá tuyệt vời. Xe ô tô đại sai em bảo lắp trên. Ở trên xe ô tô thì những chiếc dòng xe 4 chỗ, những dòng xe 4 chỗ các bác nhé. Những dòng xe 4 chỗ thì các bác thường là cái chất lượng âm thanh nó kém, hoặc là có nhiều xe đời nó quá cũ ấy. Các bác độ thì nó mất tiền, nó phí. Các bác chỉ cần đặt đúng con này cho em, cấp điện con này có điện 15 vào 15V nhé, 12-15V nhé. Các bác thế thôi, bác bật điện thoại lên, chạy thoải mái hát trên đấy. Với bắt Bluetooth không dây mà. Rất là gọn và để đằng sau cái kính sau cùng của xe cực kỳ đẹp luôn. Gọn và đẹp, trang trí đẹp luôn nhé. Khỏi cần phải độ bày gì cả. Được chưa? Đấy, sau đây em sẽ test cái chức năng cho các bác nhé. Test chức năng cho các bác nhé. À, với chiếc loa này thì không thể chê được đâu. À, mức tiền em báo rồi các bác nhé, 950.000 một chiếc. Đấy là mức em Tuấn đưa ra mức bán thôi. Đấy, bán. Em đang để chế độ Bluetooth này. Bác nhìn thấy chưa? Nó có chữ Bluetooth này. Đấy. Đấy, bác nhìn thấy chữ Bluetooth. Bây giờ sau đây em đã kết nối em nó nhá, từ điện thoại vào rồi. Em mở điện thoại cho các bác nhé. Này, mời này. To nhỏ trên điện thoại luôn được, hoặc to trên đấy. Này. Đấy. Quá phê luôn đấy. Các bác phải chú ý là em đang test ở ngoài trời nhá. Ở một không gian đến không biết bao nhiêu nghìn triệu mét vuông, được chưa? Đang test ngoài trời nhá. Không phải trong nhà nhá. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
em xin tạm dừng các bác nhé. Đấy. À ngoài ra nó còn có điều khiển các bác, có cả khiển nhé, em chưa giới thiệu, có cả khiển luôn ạ. Khiển đi theo cho các bác. Mức giá 950k. Bác nào có nhu cầu liên hệ với em, cảm ơn.